Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food. Hi các nàng, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay hãy cùng mình swap review 10 thỏi son bóng dành cho dịp Valentine này nha. Roman 19 là một tông hồng đất trầm. Màu son sẽ không kén da, nhưng vì là chất son bóng nên sẽ dễ khiến da bị lộ khuyết điểm hơn đó. Chất son dòng Juicy Latin Tint có độ bám màu vừa phải, khoảng từ 3 đến 4 giờ. Đồ dưỡng sẽ giúp môi ẩm mượt cả ngày dài. Sau khi ăn một bữa lớn, son sẽ trôi sạch. Roman 7 là một tông MLBB nghiêng về ánh hồng tương đối dễ dùng. Màu son nhẹ nhàng, tươi tắn và sẽ có nhiều ánh đỏ hơn Roman 19. Độ bám son tầm 3-4 giờ và sau khi ăn, son cũng sẽ trôi sạch. Color Key B705 là một tông MLBB rất phù hợp với các bạn mê phong cách nhẹ nhàng. Màu son sẽ hơi có ánh tím trầm và không quá kén da. Tuy nhiên, nếu da bạn thuộc về tông ấm rõ thì cũng nên đi kèm makeup để xinh nhất nhé. Son bám được tầm 3-4 giờ và sau khi ăn, son sẽ trôi sạch. Nếu bạn đang muốn tìm một màu đỏ cam đất dễ dùng hàng ngày thì Roman 04 chính là một sự lựa chọn hợp lý. Màu đỏ đất thuộc tông ấm, không hề kén da và có thể dùng cả trên mặt mộc luôn đó. Đồ bám màu dòng này sẽ nhỉnh hơn dòng Juicy Latin Tint một chút. Son bám tầm 4-5 giờ và sẽ để lại lớp tint màu trùng với màu son. Lily Barret 07 cũng là một màu đỏ cam đất dễ dùng. Màu son sẽ nhiều ánh cam hơn Roman 04. Độ bám của thỏi son này thì vẫn đỉnh như vậy. Lớp tint màu son sau khi đã xếp vào môi thì hầu như sẽ không dịch chuyển và có thể sẽ còn đến 60% sau khi ăn một bữa lớn. Ophelia GT9 là một màu cam cháy thuộc về tông ấm. Khi lên môi, son sẽ hiện thêm ánh đỏ tùy vào sắc tố môi của bạn. Màu son không quá kén da nên nếu da không có nhiều khuyết điểm thì có thể dùng cả trên mặt mộc nha. Độ bám son khá tốt tầm 4-5 giờ và sẽ nhỉnh hơn Roman và tương tự với Lily Barret. Nếu chỉ ăn uống nhẹ, son sẽ vẫn còn trên môi. Nhưng nếu ăn một bữa lớn thì son sẽ còn lại rất ít. Một màu son bóng tông đỏ hồng khá dễ dùng mà bạn có thể thử đó là WD04 của Mercy. Nếu da bạn không có quá nhiều khuyết điểm thì màu son này có thể dùng xinh trên mặt mộc luôn đó. Độ bám son cực kỳ tốt, lớp tint màu sẽ bám ngang ngửa với Lily Barret. Một lưu ý nhỏ nữa là son sẽ có lớp tint màu hồng. Thỏi son tiếp theo trong video hôm nay là Roman 20. Màu son luôn nằm trong top son bán chạy nhất của hãng. Đây là một màu đỏ nâu nhiều ánh nâu. Màu son dễ dùng và không kén da. Nhưng điểm yếu chung của chất son bóng là sẽ làm lộ rõ khuyết điểm trên da đó nha. Độ bám màu son vừa phải tầm từ 3-4 giờ và khi ăn một bữa lớn son cũng sẽ trôi sạch. Màu son được đem ra so sánh với Roman 20 nhiều nhất hẳn là Lily Barret 08 rồi nè. So với Roman 20, Lily 08 sẽ có nhiều ánh đỏ và có ẩn một ít ánh tím. Độ bám màu thỏi này hẳn là không còn bàn cãi nữa rồi. Son bám được cả ngày dài, khi sinh hoạt lớp bóng sẽ mất dần đi. Thời gian giữ son trên môi càng lâu thì son sẽ càng bám tốt đó nha. So với Roman 20 hay Lily Barret 08 thì Mercy WD9 sẽ nghiêng về tông đỏ rượu với nhiều sắc đỏ và tím hơn. Màu son không kén da cũng không làm tôn da, nhưng nếu đánh đậm rõ thì cũng nên makeup đi kèm để tránh bị dừ. Độ bám son rất tốt, còn nhỉnh hơn Lily Barret một chút nữa đó nha. Cảm ơn các nàng đã xem đến hết video. Hẹn gặp lại các nàng trong các video tiếp theo. Subscribe để xem thêm nhiều mẫu son xinh cho Giang Âm nhé.